Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận tứ kết lượt về cúp C1 năm nay, trận đấu giữa câu lạc bộ Juventus và câu lạc bộ Ajax Amsterdam. À, trận đấu lượt đi kết thúc với tỷ số 1 đều. Tuy nhiên bất cứ ai xem trận đó đều nhận thấy rằng là Ajax xứng đáng có được chiến thắng, thậm chí hoàn toàn lấn lướt với 6 cú sút trúng đích, còn bên phía Juve chỉ là một. À, nhưng chớ trêu thì một pha trúng đích của Juventus lại đến từ khoảnh khắc thiên tài của Ronaldo. Được chơi trên sân nhà cùng với kinh nghiệm tại đấu trường này sẽ là thử vũ khí giúp cho Juventus giành quyền đi tiếp. Bây giờ sẽ là đội hình dự kiến của hai đội. Bên phía đội chủ nhà Juventus họ sẽ chơi với Mandzukic, Ronaldo và Dybala trên hàng công. Bốn cầu thủ chơi hàng tiền vệ là Matuidi, Sandro, Bentancur và Emre Can. Ba cái tên sẽ chơi ở hàng thủ là Karekes, Bonucci, Rugani và thủ thành Chesney. Ajax Amsterdam họ sẽ ra sân với tiền đạo cắm là Neres và những cái tên chơi xung quanh anh là Tadic, GX, Debeck. À, hai cầu thủ chơi hàng tiền vệ là De Jong, Son và bốn cái tên sẽ chơi ở hàng phòng ngự gồm có Tablet Fico, Berlin, Delay, Marauzu và thủ thành Onana. Bây giờ sẽ là tỷ lệ của trận đấu này. Vâng, trên sân nhà thì Juventus sẽ chấp Ajax 3 phần tư trái. À, thất bại cuối tuần qua trước Span được nhiều người nhận định rằng Juve đã dồn toàn bộ sức lực và đấu trường C1 khi họ đang dần cán đích vô địch tại Serie A. Rất có thể với kinh nghiệm của mình thì Juve chỉ cần một khoảnh khắc để có vé đi tiếp và đây là tỷ lệ nhiều khả năng đội chủ nhà có chiến thắng tối thiểu. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2 1/2. Năm lần gặp nhau gần nhất thì hai đội bóng chỉ có một lần ghi được tổng tỷ số là 3 bàn. Một trận tứ kết chặt chẽ là điều dễ xảy ra và không có nhiều bàn thắng. À, tôi cũng dự đoán rằng trận đấu này Juventus chỉ vượt qua Ajax với tỷ số là 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.